Nam Anh sang Thái Lan cát quốc sau khi dừng chân ở top 16 Miss Universe Việt Nam. Sau khi dự thi Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam hay còn gọi là Nam Anh, cùng những thông tin của cô nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hậu trượt top 10, người đẹp gốc Tiền Giang mới đây gây chú ý khi sang Thái Lan trình diễn thời trang tại Thái Lan Fashion Week. Cụ thể, trên trang cá nhân mới đây, Nam Anh chia sẻ khoảnh khắc tổng duyệt chương trình tuần lễ thời trang Thái Lan. Tại đây, người đẹp sinh năm 1996 gây chú ý khi diện bộ váy màu cam nổi bật, khoe eo thon cùng làn da trắng nõn. Đồng thời, những bước khách quốc uyển chuyển và màn xoay người chuyên nghiệp của cô đặc biệt gây chú ý. Được xem là động thái đầu tiên của người đẹp hậu những ồn ào tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sau chung kết cô trở thành tâm điểm bàn luận khi trượt top 10 vì phần thể hiện quan điểm cá nhân chưa chỉnh chu. Phản hồi về điều này, cô cho biết do kỹ thuật âm thanh tại chung kết không tốt, đồng thời phát ngôn: "Tôi còn nghĩ mình không được vào top 16 vì tôi nói tôi là người song tính." Và đó là lý do khiến cô nhận được nhiều bình luận tiêu cực. Sau đó, Nam Anh đã phải đăng tải một bài viết dài chia sẻ về những phát ngôn vừa qua cũng như gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Cô cho biết bản thân bị mất bình tĩnh trong lúc trả lời phỏng vấn đã dẫn đến sự sai sót trong thể hiện quan điểm cá nhân.